Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Em là Tuấn Đỗ, bác sĩ thú y. Hiện tại em Tuấn đang có mặt tại Hoàng Xá Thanh Thủy để kiểm tra tất cả những cái đàn vịt đã và đang sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của công ty Supervet. Nếu quý vị và các bạn là chúng ta đang chăn nuôi vịt gặp phải tình trạng khó khăn trong quá trình phòng và điều trị bệnh trên vịt thì hãy comment xuống dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0981648993 để nhận được những cái giải pháp tuyệt vời trong quá trình chăn nuôi vịt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video tuyệt vời này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.